tóc thì ướt át rủ xuống, khuôn mặt thì hốc hác trắng bệch, quần áo thì lấm lem như té mới té từ ở cái mương nào bước lên. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Lương của phòng khám da liễu thẩm mỹ Dr. Laser. Hôm nay theo đúng một cái lịch đó, tôi lại kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện nữa. Đây là một cái câu chuyện của một cái bạn mà trên TikTok và gửi cho tôi. Cái bạn này không phải là nhân viên y tế mà chỉ là một cái người bình thường thôi. Mình vô trong bệnh viện. Hôm đó là vừa đi ăn cua dìa với đám bạn thì toàn thân bạn nổi đầy mà đầy hết. Uống hai viên kháng dưỡng nhưng mà càng ngày càng thấy nặng. Thấy thế là tí liền xách xe chở ngay dùng viện Chợ Rẫy luôn. Nhà đường Nguyễn Chí Thanh nên chở Chợ Rẫy là liền nhất đúng không? Vừa đến cổng bệnh viện là còn mỗi hai cái lòng bàn tay với bàn chân là chưa nổi, còn đâu là cả người gần như phù lên luôn. Chắc do ăn đồ chúng đồ dưỡng rồi cu mà. Trong lúc đợi tí làm thủ tục nhập viện thì có bác sĩ chụp đêm xếp cho bạn một cái giường ngay chỗ cấp cứu để bắt đầu truyền dịch, cắm cho dịch đâu khoảng 10 giờ đêm á. Xung quanh thì ồn ào đủ thứ tiếng, như tiếng rên, rồi người nhà thì nói chuyện ồn ào trên cái chợ mà tiếng chửi bới sùm, chắc có chửi bác sĩ nữa. Lúc sau mở mắt ra thì thấy trong lúc truyền dịch là ngủ đường giấc rồi. Lúc này thì thấy ông già vẫn ngồi cạnh bên, nhưng ổng thì dựa vào thành giường ngủ luôn. Nhìn xung quanh thì ôi thôi máu, nào là có một ông mới bị chém mà cái tay đặt trên giường, nhưng mà nó gần như nó rất lìa cả vai. Gần đối diện bên giường kia thì có ông bị tai nạn, sao mà chân nát bét, mỡ, cục mỡ vàng rồi này nọ nữa, nó lòi ra từ bên đùi. Sợ quá đến độ cái bụng là nó nôn nao rồi muốn ói luôn. Bạn chạy vội ra ngoài hành lang để kiếm cái nhà vệ sinh ói cho nó dễ chịu. Trái với không khí bên trong của phòng cấp cứu thì ngoài hành lang yên tĩnh và tối đen như mực. Đi hoài không thấy kiếm được cái nhà vệ sinh đâu, là liền hỏi một chị y tá đang đi tới. Bả liền chỉ cho cái cuối đường quẹo phải là tới. Nhanh chân lẹ mắt chạy thiệt lẹ vì bụng đồ ăn trong bụng là nó muốn ào ra ngoài rồi. Chạy đến cuối hành lang quẹo phải thấy một cái hành lang dài nữa. Chạy tiếp một khúc lại thấy một cái chị y tá theo phản xạ là bạn lại hỏi tiếp. Chị lại chỉ về cuối đường bên phải. Đi được 2-3 bước thì cũng nhọt nhận ra. Ủa? Mình mới hỏi đường cái bà này tức thì mà. Vừa tính xoay đầu lại thì bà tái biến mất tiêu. Vắt chân lên cổ, bạn lao thật nhanh ngược lại hướng về phòng cấp cứu của mình. Nhưng chạy ngược lại cả một lúc thì không thấy cửa phòng cấp cứu đâu. Cái gặp lại bà ta tiếp tục. Má ơi, lúc này là cái mặt bạn tái xanh tái mét luôn. Thấy chạy hướng nào cũng gặp, nên thôi, bạn chạy đâm qua đường nội bộ, chạy qua tòa nhà của khoa khác. Tôi đoán cái khúc này chắc là ổng chạy đâu, chạy vô trong cái chỗ mà cái khu phòng X quang rồi cái khu đó, tôi làm trong tôi biết mà. Đâm qua đường nội bộ là chúng cái những cái khu chạy xấu yêu cầu rồi đó. Vừa qua bên đó xong nhìn thấy bà y tá đứng nhìn mình bên kia đường. Em bạn này tưởng thoát rồi nhưng không bác. Đùng một cái bà bỏ luôn cái xe đẩy rồi phóng về phía bạn. Cắm đầu chạy tiếp nhưng vẫn ngoái đầu liên tục về phía sau. Khuôn mặt và tóc tai như bộ đồ của bà này không còn tươm tắt như lúc nãy nữa. Tóc thì ướt át rủ xuống, khuôn mặt thì hốc hác trắng bệch. Quần áo thì lấm lem như té mới té từ ở cái mương nào bước lên. Là con trai nhưng ông này vừa chạy vừa khóc vừa la toáng lên, miệng thì lẩm bẩm kiếp này thôi coi như bỏ. Có một đoạn đang ngoái đầu lại nhìn thì va phải một người. Vừa quay đầu ra cái áo y tá là sợ tè ra quần luôn. Rồi nhắm mắt lại kêu cứu. Bỗng có bàn tay đặt lên vai rồi. Em dậy. Bạn kêu tha em chị ơi, em đi khám bệnh chứ có làm gì đâu mà chị bám được em hoài. Lẩm bẩm hồi thì bỗng nghe tiếng cười rất là nhiều của nhiều người. Hé mở mắt ra thấy 3-4 người đang nhìn xuống. Bạn biết chắc không phải là ma nên mới quay đầu lại xem bà y tá kia còn đuổi theo không. Nhưng lúc này phía sau không có một bóng người nào nữa. Hỏi mấy người kia lúc nãy em chạy tới phía sau em có ai không mấy anh chị, thì không ai để ý hay thấy gì hết trơn. Chuyện chưa hết rồi nha. Lúc được dắt về phòng á thì bạn kêu tí ơi cho con xuất viện. Lúc ra cầm tới cổng bệnh viện thì nhìn lại lạy dãy hành lang lúc nãy, trong bóng tối bà tá vẫn đang đứng nhìn thẳng vô mình. Bạn quay đầu nhìn ra hướng ngoài cổng, không dám quay lại bệnh viện hướng nào nữa. Từ đó trở về sau á, bạn sợ và nghe Chợ Rẫy một cái là chỉ dám đi ban ngày chứ không dám đi ban đêm.
đi ngang qua hoài, chỉ dám đi ban ngày thôi chứ không dám đi ban đêm luôn. Đây, đó là câu chuyện mà tôi được một bạn tên Hùng, bạn kể cho tôi nghe lại, thì tôi chỉ thuật lại nguyên cái câu chuyện của bạn thôi. Thì tôi làm ở trong đó cũng phải 8 năm rồi, nhưng mà thú thật với các bạn là chưa bao giờ tôi gặp ma. Chưa bao giờ tôi gặp ma trong mọi chuyện hết. Chắc do tôi tuổi con cọp nên là nó hơi cao số một chút xíu. Cảm ơn các bạn. Follow kênh của tôi nhé.